Dự báo giá cà phê ngày 30 tháng 6 năm 2024 tăng sốc trở lại sau chuỗi ngày giảm nhẹ. Đồng USD trượt giá sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm vào tháng trước, củng cố kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Arabica còn được hỗ trợ bởi thông tin Hợp tác xã Cà phê Epoca cho biết nông dân trồng cà phê Brazil đang thu hoạch những hạt cà phê nhỏ hơn bình thường trong vụ thu hoạch này, sau khi cây cà phê trải qua thời kỳ nắng nóng và hạn hán gây tổn hại cho sự phát triển. Mặc dù mức độ tác động đến hiện nay là không chắc chắn, nhưng mối lo ngại đã thúc đẩy một sự điều chỉnh giảm sản lượng ước tính của cà phê Arabica. Thị trường cà phê trong nước diễn ra khá trầm lắng. Ngày 18 tháng 6 Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm 4.000 đồng/kg so với ngày mùng 10 tháng 6, xuống còn 119.000 đến 120.000 đồng mỗi kg. Về tình hình xuất khẩu, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 5 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang thị trường Hà Lan đạt 2,46 nghìn tấn trị giá 11,51 triệu đô la giảm 53,6% về lượng và giảm 45,4% về trị giá so với tháng 4 năm 2024, so với tháng 5 năm 2023 giảm 30,8% về lượng nhưng tăng 33,0% về trị giá. Tính chung năm tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang thị trường Hà Lan đạt 28,96 nghìn tấn trị giá 104,18 triệu đô la tăng 44,3% về lượng và tăng 109,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 1 năm 2024, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hà Lan từ thị trường ngoại khối đạt mức 3.760 ơ tấn, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hà Lan từ Việt Nam tăng 17,9%, lên mức 2.871 ơ tấn ngược lại giá nhập khẩu bình quân cà phê của hà lan từ các thị trường ngoại khối khác giảm như brazil peru colombia honduras hà lan nhập khẩu cà phê chủ yếu từ các thị trường ngoại khối eu gồm việt nam brazil peru colombia honduras tốc độ nhập khẩu từ các thị trường trên tăng trưởng khả quan theo thông tin từ bộ công thương việt nam Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm nhẹ 200 đến 400 đồng mỗi kg, đưa mức giá cà phê trung bình về mốc 119.600 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 400 đồng, còn 119.600 đồng kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giảm 400 đồng mỗi kg, còn 118.600 đồng kg, mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát sáng nay. Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 400 đồng mỗi kg, đạt 119.600 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 200 đồng mỗi kg, đạt 119.800 đồng/kg, mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Dự báo giá cà phê ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại thị trường trong nước quay đầu bật tăng trở lại. Theo chia sẻ mới đây của chuyên gia ngành hàng cà phê Nguyễn Quang Bình, Nhìn lại thị trường cà phê trong nước và thế giới thời gian vừa qua thì dễ dàng nhận thấy dù giá cà phê kỳ hạn trên các sàn giao dịch quốc tế biến động mạnh thì giá cà phê nguyên liệu trong nước vẫn không chìm theo và có khi nhờ giá cao tại Việt Nam mà sàn kỳ hạn phải chấm tăng trở lại. Cụ thể, từ dưới 50 triệu đồng tấn vào những ngày giáp hạt niên vụ 2023-2024, Giá cà phê nguyên liệu trong nước không ngừng tăng lên, vượt mức 100 triệu đồng mỗi tấn và đạt đỉnh lịch sử 135 triệu đồng tấn, giá trong nước sau đó quay về 95 triệu rồi lên dần tới 125 triệu và hiện dao động quanh mức 120 triệu đồng mỗi tấn.